Bộ Công Thương lên tiếng việc mì hảo hảo bị thu hồi ở Ireland vì chứa chất cấm. Bộ Công Thương đã đề nghị ASEAN khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất. Sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với hai sản phẩm mì hảo hảo và miếng gút được sản xuất. Liên quan đến thông tin Ireland thu hồi hai mặt hàng này vì nghi chứa chất cấm, theo vụ khoa học công nghệ Bộ Công Thương, ngay khi nắm được thông tin, Bộ Công Thương đã đề nghị ASEAN khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất. Sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với hai sản phẩm mì hào hảo và miếng gút, đại diện Bộ Công Thương cho biết việc báo cáo kiểm tra để đánh giá sự xuất hiện chất ethylene oxide là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo thông tư 50 gạch chéo 2016 gạch chéo TT gạch ngang BIT của Bộ. Kỳ tế trong sản phẩm như cảnh báo của Ireland, đồng thời, Bộ Công Thương đang chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp ra soát toàn bộ danh mục sản phẩm do công ty cổ phần AC Quốc Việt Nam đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo thông tư 50 gạch chéo 2016 gạch chéo TT gạch ngang BIT của Bộ Y tế, ethylene oxit là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Trước đó, ngày 20 tháng 8, Cơ quan an toàn thực phẩm Ireland FSAI cho biết, cơ quan này đã thu hồi một số sản phẩm mì ăn liền do có thành phần ethylene oxide. Trong đó có hai sản phẩm của Việt Nam là miếng gút và mì tôm chua cay hảo hảo do công ty Acecook sản xuất. Một số lô sản phẩm mì ăn liền đang bị thu hồi do có chứa ethylene oxide, thành phần thuốc trừ sâu. Thành phần này không được phép sử dụng trong thực phẩm bán tại Liên minh châu Âu EU, thông báo của FSAI cho biết, cũng theo cảnh báo. Mặc dù việc tiêu thụ sản phẩm có chất này không gây nguy hiểm cấp tính, nhưng có thể gây vấn đề về sức khỏe nếu tiếp tục tiêu thụ trong một thời gian dài. Do đó, cần hạn chế tối đa việc tiếp xúc với chất này. Thông báo thu hồi tại điểm bán hàng sẽ được hiển thị trong các cửa hàng được cung cấp cùng các lô liên quan. Hiện có 3 dòng sản phẩm trong danh sách thu hồi của FSAI. Bao gồm mì hảo hảo vị tôm chua cay, loại 77g, hạn sử dụng đến ngày 24 tháng 9 năm 2022, miếng gúc vị sườn heo, loại 56g, hạn sử dụng đến ngày 10 tháng 11 năm 2022, mì gia tô vị hải sản, loại 120g, hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 11 năm 2022. Tại châu Âu, ethylene oxide được xếp loại là một sản phẩm thuốc trừ sâu bị cấm. Việc sử dụng ethylene oxide để khử trùng thực phẩm là không được phép. Ethylene oxide được phân loại trong nhóm 1B tương ứng về khả năng gây ung thư gây đột biến và độc tính sinh sản và ở loại 3 về độc tính cấp tính theo quy định REACH. 1223 gạch chéo 2009 gạch chéo EC của Hội đồng Châu Âu phản hồi về vụ việc, đại diện AC Quốc Việt Nam cho biết lô hàng bị thu hồi là sản phẩm xuất khẩu, không liên quan đến lô hàng nội địa. phía nhà sản xuất này cũng khẳng định không sử dụng công nghệ ethylene oxide ở bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Doanh nghiệp đang phân tích kiểm tra và điều tra trên diện rộng ở các nguyên liệu, thiết bị, quy trình liên quan để nhận định nguyên nhân và sẽ có biện pháp đối ứng kịp thời. Các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho AC Quốc Việt Nam cũng tuyên bố không sử dụng ethylene oxit trong hoạt động sản xuất. AC Quốc Việt Nam gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1993. Doanh nghiệp Nhật Bản này cung ứng ra thị trường gần 3 tỷ gói mì mỗi năm và là nhà sản xuất dẫn đầu thị trường mì của Việt Nam. AC Quốc đặt mục tiêu tăng doanh số bán mì ly, mì cốc mì hộp tại Việt Nam lên khoảng 350 triệu khẩu phần vào năm 2022. Mì gói hảo hảo đang dẫn đầu bảng xếp hạng ở phân khúc mì trung cấp tại Việt Nam vì có giá bình dân. Khẩu vị phù hợp người Việt Nam, hầu như người tiêu dùng Việt đều nhận biết và ưa chuộng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.